Bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Maldives sắp từ resort sang những khu nghỉ dưỡng. Chính phủ Maldives cho biết sẽ xây dựng một khu resort để cách ly các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Vị trí xây dựng là hòn đảo có tên Vinivaru, cách Male khoảng 24 km về phía Bắc. Các bệnh nhân sẽ được miễn phí điều trị và được các bác sĩ chăm sóc, chữa bệnh ở đây. Khu resort sắp xây có khoảng 30 phòng dành cho các bệnh nhân. Mỗi phòng có TV màn hình phẳng, mini bar với các đồ uống cùng 3 bữa ăn phục vụ tại phòng. Ngoại trừ bệnh nhân, bác sĩ thì sẽ không có du khách nào tới đây. Tính đến ngày 12 tháng 3 năm 2020, Maldives xác nhận có 8 trường hợp dương tính với COVID-19. Quá trình xây dựng sẽ kéo dài trong vòng 10 ngày với sự tham gia của khoảng 50 thợ xây. Cách đây không lâu, thế giới cũng xôn xao trước việc Pháp đưa công dân của nước này sơ tán về từ Trung Quốc được cách ly tại một địa điểm nghỉ dưỡng. Thời điểm đó, những người này phải cách ly trong vòng 14 ngày tại khu nghỉ dưỡng Clark Vacancy ở Carinoros. Những người được sơ tán về từ Trung Quốc được tự do đi lại bên trong khuôn viên nhưng phải đeo khẩu trang và không được phép rời khỏi đây. Những người này sẽ được y tá đo nhiệt độ 2 lần một ngày và kiểm tra xem họ có triệu chứng nhiễm virus corona hay không. Khu nghỉ dưỡng nằm trong một khu rừng thông rộng và có lối đi thẳng ra biển. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin du lịch của Lương Gia. Xin chào và hẹn gặp lại.